trước khi tháo náo và tháo nẹp và định vị cho em, thì nhà thuốc xem lại kết quả phim mới chụp của bệnh nhân. Thì trên phim mới chụp bệnh nhân thì xương đòn mình của em là can hóa hoàn toàn sau 15 ngày đắp thuốc của nhà thuốc. Thì hôm nay nhà thuốc nên tháo nẹp và tháo ná cho em. Em bây giờ bỏ còn đau được không? Không đau à? Hôm nay bỏ được 15 ngày rồi. Hôm qua bố nó đi chụp phim à? Hả? Hôm qua nó đi chụp phim lại đúng không? Bây giờ em còn đau được không? Không à? Này nhìn thả nào với em nhá. Em lên bao tuổi rồi? 7 tuổi. À, em 7 tuổi à? Em bị cái xương đòn. Rồi rồi ra một dính hơi đau. Em sờ ra xương hai xương đòn nó thẳng 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 chưa? Đưa tay cho anh nha. Đưa tay đi, nhân tay lên. Nhân tay lên. Đưa ngang. À, đưa cua tay đi. Cua. Rồi. À, cua về đằng trước. Nhưng cao lên đây, nhưng cao lên đây. Có đau không? Anh bỏ em 15 ngày thì hôm qua bố cho chiếc pin là xương can tốt rồi nha, nhưng em nghịch ít rồi nha, đi lại có không chạy nhảy nhiều nha. Có em xong rồi, nhớ nhớ chưa? Vâng.